Hai các bạn, hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thì mình cũng có order thêm hai cây nữa của anh Sean Trần, tại mình thấy cây của anh tốt, dịch vụ shipping rất là lẹ ha. Thì bữa mình order cây xoài và cây mận MSC, thì mình thấy cây xoài rất là thích luôn á. Cây mận thì cũng tốt, rất là tốt. Thì hôm nay mình lại order thêm một cây sabuche và một cây cây xoài cát Hòa Lộc với các bạn. Thì tiễn cũng vài cây trong vườn, lại tha về thêm vài cây để giữ nha. Rồi thì mình cũng mở hộp xem cho các bạn coi cây shipping lần này thế nào nha. Tại vì mấy cái thùng này á, nó lớn nha các bạn. Trong chậu 7 galon thì nó nặng khoảng 40 pound. Thì nó tới cũng nhanh lắm, ảnh gửi thì mình tham á, thì khoảng 1 ngày rưỡi là nó tới rồi. Sáng hôm nay là sáng thứ bảy tới rồi, khoảng trưa thứ năm bên Florida ảnh mới gửi lận. Nên cây á, nó chắc là nó còn rất là tươi tốt nha. Thì mình cũng mở mở hộp xem sao. Ok các bạn, bây giờ mở một thùng trước nha. Mở cũng hên xui nha, mình không biết cây nào là cây xoài, cây nào là cây sabuche. Thì một thùng cao hơn, thùng thấp hơn, cân nặng thì cũng gần như nhau, tại chạy chậu 7 ga lông hết mà. Thì mình mở cái thùng thấp trước nha các bạn. Có kinh nghiệm mở thùng hồi bữa rồi nên giờ mở nhanh hơn. Wow, nay shipping thấy là ok rồi, thấy là có xốp đồ che lại nữa. Xem coi, dao để ghép cây rồi cắt nhánh cây đồ giờ nó cũng lục rồi các bạn, phải thay lưỡi mới. Nhưng mà không sao, mình nói mua cái bộ dao Milwaukee này có mười mấy đồng mà nó có tới 5 cái lưỡi luôn, tha hồ mà xài. Một lưỡi xài ít nhất cũng được vài tháng cho tới năm. Coi cái xoài này sao, xoài này 7 ga lông á. Cái xoài này là ảnh bán là luôn cước ship là 225 đồng nha các bạn. 225 đồng cho cây cây xoài cát Hòa Lộc. Giống xoài cát Hòa Lộc các bạn biết rồi, khỏi phải bàn, ở bên Việt Nam á là nó thuộc hàng là top mango nha. Ăn chua ngọt đậm đà. Mà hy vọng là qua bên Cali là trồng trái ăn cũng ngon các bạn. Đây nó mình mở hộp rồi cho. Ở nhà mình cũng có một cây xoài cát Hòa Lộc rồi, cây này là cây thứ hai á. Đây, sưu tầm xoài thì cũng rất là tốn tiền luôn các bạn. Nói chung là sưu tầm cái gì cũng tốn tiền hết. Thì có người sưu tầm tem, có người sưu tầm xe, có số người sưu tầm đồ cổ, những thứ đó còn mắc tiền hơn nữa. Thì mình sưu tầm mấy cái cây thôi, mấy cây thì vài trăm thì mình chơi được thôi. Rồi trồng cây tươi tốt mà thí dụ mình không cần nó thì mình nhường lại cho những người nào muốn muốn trồng những cây giống đó nha. Đây để mình mở cái ngách dưới này coi coi. Nói chung thì cây này ok, không có, cho mình lấy cho các bạn xem, không có lớn như cái cây Moon Kunji hồi bữa mình order, nhưng mà nó cũng rất là tươi tốt. Đó là review review chân thật nha. Đây,
Thì Tôi ở cát không nặng quá đi. Để mình lội ra. Trên này gì mà xuống trên nhiều quá. Trên rất là nhiều đồ các bạn ơi. Lôi cái xoài ra. Lôi cái xoài cát qua lọc ra. Hôm đây mở giấy ra cho các bạn xem gốc to cỡ nào ha. Ok các bạn, cây xoài cỡ này đây, đây khoảng nói chính xác thì khoảng 4 feet, gốc của nó cũng cỡ một ngón tay cái rưỡi á các bạn, thì hai ngón tay đi, gốc nè. Cái này là cây nó tên là cát mango Thai flavor. Xài cát hòa lọc các bạn, anh nói xài cát hòa lọc quá nhưng mà cái label để cát mango thôi, hy vọng là nó ra xài cát nha, cát hòa lọc nha. Các bạn thấy cây xoài ở phía trên này nó có, nó tươi tốt đó, mặc dù thân của nó cũng vừa thôi, không có quá lớn, nhưng mà nó có 1 2 3 4 5 nhánh con ở trên nè, rồi đây đâm nữa 1 2 3 4 5 nhánh con ở trên nè, rất là nhiều nhánh con luôn. Thì cây này xanh tươi tốt nha các bạn. Giá cây là 225 đồng bao ship, bao gồm shipping này nha các bạn, là gửi tới nhà luôn thôi, chỉ việc mở hộp ra trồng thôi nha. Ok các bạn, bây giờ mình gửi luôn cái hộp cây sabuche nha. Đây thì cái xoài mình đem qua để bên đi, bên đây rồi cắt qua lọc qua bên đây. Bây giờ sabuche xoài cát này, cái xoài các bạn, cây nào mà mới về trong bóng tối á, mình cũng nên để trong bóng mát chút, bóng râm thôi nha, đừng để ngoài nắng trực tiếp nó bị cháy lá. Rồi đây mình cũng gửi luôn cái cây sabuche Hasya mình order các bạn. Thì giá của cây này á nó cũng như cây xoài hòa lộc thôi, xem 225 đồng bao ship nha. Và cây Hasya này bữa thấy chụp hình thì nó lớn, để coi mình cắt ra nó lớn cỡ nào nha. Hasya Saboria. Cây này hồi bữa mình lựa là có hoa hết rồi đó.
Rồi, giống như nãy xé ra cho nó dễ. Mấy giống sabuche mình có hết rồi, nhưng mà mình không có, no, không phải mình có hết mà mình có cũng ba giống nhưng mà chưa có hassia, mà trái hassia ăn nó rất là ngon các bạn, rất là ngọt mà trái lớn lớn giống như hai cái trứng gà vậy đó. Ok, cái sabuche này mình có vẻ ưng ý, là rất là ưng ý nè. I like it. Trời ơi, đây là gì đây, mình gỡ ra coi, hy vọng là everything ok. Cái sô chê này cao các bạn, cao hơn cây sồi nữa. Lấy từ từ ra, từ từ thôi, coi chừng gãy nhánh. Hate it. Mình cut the top part luôn. Cái gì cao dữ vậy? Ở trên nó cao quá. Đó. Mấy cái này thì thật ra cái phí ship nó cao, tại vì cây nó lớn các bạn. Đó. Giống như phí ship mà nó được cỡ như cây mận MST, mận Sóc Trăng thì nó rẻ hơn 20 đồng chẳng hạn vậy. Còn cái này cái nó nặng quá, đi tới 40 thau luôn, toàn là đất cát không à. Mấy này chậu 7 ga lông á, rồi anh cắt cắt ở phía trên nó khoảng 1 phần 3, rồi anh gói lại rất là kỹ luôn. Mình đem ra xem coi. Wow, cây sabuche này ok các bạn, rất là lớn nha. Quăng cái thùng này đi, đây để mình cắt cái này review luôn. Cây hassia này ok lắm luôn các bạn. Đó thì mình mua cây cái nào cũng có pros and cons, rất là lợi và hại các bạn. Ví dụ mình mua ở trên website, ở trên Facebook, mấy cái website bán cây như là Etsy, Amazon rồi chẳng hạn, thì mình nhận được cây khi họ ship về thì rất là nhanh, nhưng mà có khi họ ship không có đúng cây, rồi có khi mà nhiều chuyện xảy ra nữa. Nhưng mà ví dụ có nhiều cái dịch vụ bán cây ở Florida hay mấy cái tiểu bang khác, Texas chẳng hạn, thì cũng nhiều người bán cây uy tín đó, thì người ta chọn cây cho mình, lựa cây xong rồi người ta ship về nhà cho mình sẵn luôn, mình có thể lựa cây trong hình hay là coi video, thì ship cây mình ưng ý, dịch vụ chất lượng thì mình cảm thấy happy các bạn. Đó thì mỗi người có sở thích khác nhau thôi. Mình chơi cây sabuche hay cây sồi, rồi mình lựa chọn người bán nào mà giá cả phải chăng, rồi cây tốt thì mình mua thôi. Đây. Mình thấy thì thật ra mấy cái cây này mình mua là ok, giá cả hợp lý các bạn. Tại vì nếu mà muốn mua mấy cây này á, mình phải chạy xa lên tới Orange County hay LA rồi lựa trong cái máy nursery á, thì giá cũng mình nghĩ cũng giống như vậy thôi. Mà thứ nhất chưa chắc có cây đẹp nữa, thứ hai là quá xa các bạn, thì những ai mà không tiện mà lái xe xa thì shipping, mà dịch vụ shipping những cái cây lớn như thế này á, trong chậu 7 ga lông á, có cái cây mà size vừa vừa để mình chơi á, thì nó rất là ok luôn nha. Cây sabuche này bông đầy nè, để mình quay cho các bạn xem. Cây hassia này là
Năm nay á, là hy vọng có một hai trái ăn rồi nè. Đó. Thì 225 bao gồm shipping thì ok. Cây thế này ở nghĩ ở LA, Missouri ở LA hay là ở Santa nè, bán có thể 350 á, mà phải chạy xa hơn nữa. Ở đó tại mình đi cũng cách đây vài tháng trước rồi thì mình cũng thấy vậy, thì có sao nói vậy thôi các bạn. Rồi đây hồi mình cắt tiếp để mình quay hoa của cái cây này cho các bạn xem nha. Cây này cao khoảng 5 feet rưỡi hơn đó, hoặc 6 feet đó các bạn. Ta ém cái cây xuống nè, nó vẫn còn cong xuống nè. Đây là hoa của nó đây các bạn thấy không, hoa nè, đây đây hoa nè các bạn, đây cây hoa hết rồi nha, năm nay là có trái ăn rồi. Mình coi trên đây, cái đây là nhánh, mấy nhánh này còn non, chắc shipping anh cắt bớt hay sao mình không rành, nhưng mà không sao, bên đây gãy nhánh nè, gãy nhỏ nhánh tại nó cao quá phải chấp nhận thôi, gãy sơ sơ không sao các bạn. Đây gãy nhánh nhỏ này nè, gãy 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 chút nhưng mà không sao, dưỡng lại thôi.